Cái góc nhìn của tự nhận thức nó là như vậy. Thì em muốn nói một chút về cái điểm như vậy, thì mình thấu hiểu bản thân mình là thấu hiểu cái gì. Và sáng giờ các bạn cũng đưa ra một số những cái bài tập ha, để thấy một số những cái điểm về bản thân. Nhưng mà Yến đang muốn nói với một cái hình ảnh nó toàn diện nhất về một con người ha. Mình giống như cái cây này đây ạ, một cái cây mà nó phải bắt đầu từ gì ạ? Nó bắt đầu từ một cái hạt thôi, bé xíu xíu xíu. Và mỗi ngày chúng ta lớn lên, mỗi ngày chúng ta đón nhận rất nhiều những cái biến cố trong cuộc đời. Và tất cả những cái đó các bạn, nó đều là cho chúng ta một bài học cả. Có đúng không ạ? Và chính những cái biến cố ở trong cuộc đời, nó sẽ những cái trải nghiệm ở trong cuộc sống của chúng ta đó. Với cái cách lý giải của mình ở mỗi thời điểm, và đặc biệt đó, là ở cái tuổi thơ của chúng ta đó, cái cách lý giải của chúng ta nó vẫn còn rất là ố trĩ, rất còn là ngây thơ, cho nên chúng ta dễ có rất nhiều những cái niềm tin, rất nhiều những cái niềm tin sai lệch ở cái tuổi thơ. Và thường lớn lên thì bắt đầu mình sẽ có đủ lý trí, hiểu biết để có thể mình điều chỉnh dần dần cái niềm tin đó sao cho nó phù hợp. Nhưng mà nó sẽ có rất nhiều những cái niềm tin nó chìm vào trong vô thức của mình, mình không thấy được, và thường nó là những cái niềm tin lệch lạc. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy nha. Khi mà chúng ta nhìn về cái con người của mình, nó đôi khi các bạn chỉ thấy rằng là ok, điểm tốt của mình, thành tựu của mình nó tốt, nhưng mà hiếm có ai cho phép mình nhìn lại xem là có những cái gì, những cái bóng tối nào ở bên trong mình, những cái gãy đổ nào, những cái tổn thương nào, những cái thất bại nào, những cái niềm tin lệch lạc nào đang khiến mình bị trì nhớ lại, đang khiến mình không cho mình sống cái cuộc đời thật sự là viên mãn. Thì đây là một trong những cái cốt lõi nhất ở trong cái con người của mình, mà nó không có hình ảnh, cũng không có dễ thấy một chút nào cả. Do đó cái này là cái mà chúng ta cần phải khám phá. Niềm tin về mình có thể đơn giản rằng là Yến làm việc với các bạn trẻ rất nhiều ha. Sau khi mà học coach thì Yến thực ra là Yến làm việc với SCG cho đến tháng 4 vừa rồi, Yến mới nghỉ luôn. Yến coach là một cái chương trình hoạt động thiện nguyện thôi cho các bạn trẻ. Thì Yến nhận diện ra là các bạn trẻ của chúng ta đầy nỗi sợ, đầy nỗi sợ. Và thực ra đằng sau nỗi sợ đó là cái gì các bạn biết không? Hồi nãy các bạn đã làm cái bài tập về nỗi sợ của mình đó. Các bạn đi xuống tiếp xem tại sao các bạn có cái nỗi sợ đó. Tại sao vậy? Mình là coach đó, đa phần ở đây học coach đúng không? Cái nỗi sợ đó nó đến từ đâu? Nó đến từ cái niềm tin nào? Từ cái biến cố nào trong cuộc đời? Từ cái trải nghiệm nào? Từ những bài học nào? Từ những cái lý giải nào? Tất cả những câu hỏi đó mình phải tự đặt cho mình để thấy. Có những bạn nữ mặt gái trẻ rất đẹp, rất là xinh xắn, nhưng mà lại nói rằng em cảm thấy em không đáng yêu. Em cảm thấy là em không thể nào có được một mối quan hệ thân thật tốt đẹp được. Ủa, cái niềm tin nó từ đâu ra? Có thể là thất bại của bản thân, có thể thất bại của chính mẹ. Các bạn thấy không? Nó đi đâu xuất phát từ cái chuyện mà mẹ mình bị đối xử không ngọt ngào, đối xử không tử tế bởi chính cha mình. Và các bạn cảm thấy rằng chồng con mẹ mình hoàn hảo như vậy mà ba mình còn không thương nữa, thì mình là cái điểm gì? Đó là những cái niềm tin đó. Và từ cái niềm tin về bản thân như vậy, bắt đầu nó có một cái niềm tin, nó phóng chiếu ra một cái niềm tin về thế giới. Cái thế giới này làm gì có cái gọi là tình yêu chân thật? Có không các bạn? Rất nhiều bạn bè, rất nhiều các bạn trẻ nói với Yến câu này: nếu mà các bạn có con ở tuổi teen thì hãy thử trao đổi với con mình để xem là cái nhìn của con mình về tình yêu nó như thế nào. Nó không còn là một cái giá trị thăng hoa giúp cho mình có thể là mình sống một cái phiên bản tốt đẹp nhất của mình, nhưng đôi khi nó là một cái bẫy rất là dễ sợ. Nó là mồ chôn hạnh phúc, bởi vì con nhìn vào chính mẹ, hay là con nhìn vào những người bạn thân, hay là con 14 tuổi một lần thích một cái anh nào đó rồi xong rồi cái bị từ chối. Cái niềm tin ngây thơ của bạn ấy sẽ tự động bật lên là ok, làm gì có cái tình yêu thật, mấy cái thằng con trai là nó giả dối, phóng chiếu rất nhanh. Thì cái niềm tin này nè, nó sẽ được tích lũy, và mình sẽ sống với nó, và mình thách thức nó, và mình sống với nó, mình tiếp tục thách thức nó,
và nó sẽ cô đọng lại thành một số những cái mà chúng ta gọi là giá trị. Giá trị, cái chữ giá trị ở đây nó hơi một chữ mà nhiều ý, cho nên rất là nhiều người lại có thể hiểu lầm về nó ha. Cái chữ giá trị ở đây á, nó mang tính rằng là những cái niềm tin cốt lõi, mà mình tin vào một trong một những cái chuẩn mực gì đó hay là một cái đối tượng nào đó, và cái này nó theo mình xuống, và mình sẽ dễ thấy nó nhất khi mà mình phải chuẩn bị để mình ra quyết định, mình lựa chọn, mình ra quyết định. Các bạn sẽ nói về cái chuyện ra quyết định. Đa phần các quyết định của các bạn đó, nó sẽ dựa trên hệ giá trị của các bạn một cách vô thức mà các bạn không biết. Do đó nó có cái nguy hiểm của nó, bởi vì đôi khi mình quyết định trên những cái giá trị, và giá trị nó dựa trên những cái niềm tin là cho nên tại sao self awareness nó quan trọng đến như vậy. Nếu chúng ta thực sự muốn hiểu về bản thân mình, đi sâu vào trong cái tầng rễ này để xem niềm tin gì, hệ giá trị gì của bản thân mình. Thực ra có rất nhiều bài tập, nhưng hôm nay Yến chỉ là intro thôi, cho nên rằng là mình sẽ không có thời gian để làm những cái bài này nhiều ha. Nhưng mà Yến nghĩ đâu đó là chúng ta đặt câu hỏi là cùng các Yến sẽ giới thiệu về thiền ha, thì đó cũng là một cách để cho các bạn chiêm nghiệm rất là tốt. Đó thì các bạn sẽ thấy rằng đây là những cái mà khi nói về self awareness chúng ta cần phải biết về chính mình, niềm tin về bản thân, niềm tin về thế giới, niềm tin về người khác, niềm tin về những cái đối tượng nào đó trong cuộc sống. Và cái điều này đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc chúng ta lựa chọn trong cuộc đời của chúng ta, có đúng không các bạn? Và thực ra chính ba cái này là các bạn nó sẽ trộn lẫn với nhau theo rất nhiều công thức khác nhau, và nó cho ra những cái giá trị để cho ra cái gọi là cái thái độ sống của chúng ta. Và những cái này nó sẽ lệ thuộc rất nhiều vào trong những cái tình huống, bởi vì các bạn thấy rằng là cái thái độ sống của chúng ta đó, có những cái chúng ta rất là tích cực, nhưng mà có những điều chúng ta vẫn rất là tiêu cực. Có mà không ai mà 100% tích cực, các bạn có kiếm được một vị thánh nào mà được 100% sống cuộc đời rất là tích cực không ạ? Chứ không ra đâu ạ. Cho nên là họ sẽ có đâu đó, ví dụ như các bạn, nếu như họ có một cái nỗi sợ nào đó với một cái đối tượng nào đó. Có những người Yến làm việc với những người, Yến nói đơn giản, những cái người mà đã từng bị xâm phạm tình dục, thì họ sẽ, và cái đối tượng mà đã xâm phạm họ có một cái hình thể rất đặc thù, ví dụ như là râu ria xồn xoàn, mặt mày rất là dữ tợn, thì thực ra khi mà tiếp xúc với một người khác, có thể là một ông tiến sĩ, một ông giảng sư, một ông giáo sư rất là hiền lành tử tế, nhưng mà nhìn cái thấy một cái là bắt đầu cái thái độ của mình là phòng thủ rồi, bắt đầu khó chịu và bắt đầu cảm thấy ghét cái người này, mặc dù họ cũng là như mình hết. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái niềm tin của mình, cái trải nghiệm của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái thái độ cho một số đối tượng. Nếu mà mình có đứa con gái rất là đáng yêu, rất là dễ thương, mình ra đường mình gặp con gái mình rất thích, có đúng không ạ? Mình thích mèo thì tự nhiên gặp con mèo là coi như mình có thể mình rú lên con gái Yến mà nó gặp mèo thì thôi. Bạn Đài tối hôm qua, tối hôm kia 12 giờ đêm vẫn còn chạy khắp cái Sài Gòn này để mà giải cứu một con mèo. Thì các bạn thấy rằng là cái thái độ của chúng ta nó sẽ quyết định rất là nhiều thứ, và nó dựa trên nhiều thứ, và nhiều khi những cái này nó nằm trong vô thức đấy các bạn, chúng ta không thấy được. Những cái giá trị mà chúng ta có thể nói đến là những cái giá trị tốt đẹp đó các bạn, dựa trên những cái niềm tin lành mạnh. Đây là 12 cái giá trị mà Yến dạy trong cái chương trình giá trị sống, tức là Living Value Education Program, một cái chương trình toàn cầu ha, mà được đưa về Việt Nam để làm cũng hơn mười mấy năm rồi. Thì ở đây là 12 giá trị mà tương đối là universal nhất, bất kể văn hóa, rồi bất kể các quốc gia và các cái nền văn hóa khác nhau, thì họ nghĩ rằng đây là cái 12 giá trị cốt lõi mà nếu mà tất cả mọi người sống với nó thì cái thế giới này nó được hòa bình hơn. Đó, cho nên là Yến đưa ra một vài cái ví dụ, nhưng mà thực ra danh sách giá trị này nó có thể lên tới 600-700 loại giá trị khác nhau mà các bạn có thể nhận diện.